nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Media Shop. Hôm nay mình có mặt tại đây 207 Tân Phước, quận 10, một shop bán lẻ của VDA để giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm. Damn! Vừa mới cập bến tại đây, và siêu phẩm đó là gì thì các bạn cũng đã đoán được trên tiêu đề của video rồi nhỉ. Mày có kiên chơi gì nữa? Let's go! Quà rất là sang trọng các bạn nhìn nè. Tông màu chủ đạo của nó là xám tro với lại phủ bên ngoài là một cái lớp sơn thẩm điện. Nhìn mặt trước của nó thì nó có đầy đủ các chi tiết của một dàn karaoke chuyên nghiệp, gồm có hai mixer, đầu cuốn micro nằm chính giữa hai cái loa đối xứng, nhìn rất là hài hòa. Ở dưới là một cái màn trắng loa có họa tiết rất là đẹp mắt. Ở đây là logo của nhà sản xuất, còn bên đây là những tính năng nổi bật của sản phẩm. Và phía mặt sau của sản phẩm thì đơn giản chỉ là một cái lớp tản nhiệt, và mình nhìn sâu bên trong thì mình thấy một số dây nhỏ lằng nhằng, nói chung là khá rất thôi, đơn giản vậy thôi. Các bạn lưu ý điểm đặc biệt của sản phẩm này đó chính là có bốn cái